Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Các bạn thấy hôm nay góc quay của mình nó lạ đúng không? Trời ơi, lâu lắm rồi mới lại ra ngoài quán cà phê như thế này để ngồi các bạn ạ. Quán cà phê trước cửa công ty mình thì nó mới gọi là mở cửa trở lại. Thế nên là lâu lâu kiểu buổi sáng như này thì mấy anh em cũng ra đây để mà ngồi gọi là có tí cà phê in các bạn, để cho nó tập trung làm việc nó thoải mái hơn trong ngày các thứ kiểu. Mà như các bạn cũng đã biết thì mình sử dụng Galaxy Z Fold 3 là máy chính, và những cái giá trị của nó mang lại cho công việc, ví dụ như là game của gọi này, ví dụ như One UI nhiều tính năng các thứ thì chắc là các bạn quen quá rồi. Thế nhưng mà chưa bao giờ mình chia sẻ đến cho các bạn một cách kỹ hơn về việc đấy là mình sử dụng cái điện thoại này và cái công việc của mình trong ngày như thế nào. Đấy, thế thì video ngày hôm nay mình sẽ nói một cách kỹ hơn cái cách mà mình làm việc trên Galaxy Z Fold 3. Và bắt đầu nhé. Ở quán cà phê như này thì có một cái mình khá là thích ấy. Đấy là mọi người có một cái không gian thoáng đãng hơn, và mấy anh em thì cũng có thể nói là tăng khả năng sáng tạo hơn mà chuẩn bị cho những cái ý tưởng mới các thứ ấy. Thì ở ngoài quán cà phê này thì có một cái mình cũng khá là hay làm, đó là mình giao việc cho mấy đứa nó dễ hơn bằng việc là đầu tư cho mỗi đứa ly cà phê có 25.000 à? 25.000. Thì ấy, ngồi thế này nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau thì nó dễ chịu hơn các bạn. Tại vì nếu mà ở trong văn phòng đúng không, thì trong studio thì đôi khi phải tập trung vào những cái việc khác, ví dụ như công việc trên page này, trên YouTube này, xử lý những công việc liên quan email này, hay thậm chí là các bạn editor, cameraman của mình ấy, thì phải lo sắp xếp cho decor, góc quay, setup ánh sáng, cái thứ này nọ, nói chung là phiền lắm. Nên là chỉ ở ngồi ngoài quán cà phê như này thì mấy anh em mới có thể nói là tập trung vào cái cuộc nói chuyện, và nói chung là tập trung hơn vào những cái chia sẻ về những cái ý tưởng của mình về sắp tới mình làm trên kênh như thế nào. Và hầu như là sáng nào thì mình cũng sẽ dành ra khoảng tầm 15 phút để mình chia sẻ về những cái ý tưởng sắp làm trong tuần hoặc là trong tháng cho mấy anh em. Và những cái lúc như thế này thì các bạn cũng có thể thấy một điều là cái màn hình rất là to của Galaxy Z Fold 3 thì mình có thể nốt hết tất cả những ý tưởng của mình vào đây, sau đó thì mình chia sẻ cho mấy anh em xem nó thoải mái hơn. Chứ điện thoại mà ví dụ như là bé bằng có một nửa cái này thì nhìn nó lại hơi khó anh em. Nên là một cái màn hình to như này, cảm giác cái nhìn của mình đang cầm một cái máy tính bảng á, cái lượng thông tin hiển thị nó nhiều hơn. Mà quan trọng các bạn biết không, đấy là đôi khi á, mình còn có thể show cho mấy bạn ấy xem được những cái gọi là video hay là những cái hình ảnh mình phát thảo ra trong đầu, set up về vấn đề ví dụ như là góc quay này, đây, cameraman của mình đây, editor xịn trò của mình đây, hay là bạn content của mình đây, đó, tức là mình nói về những cái ý tưởng sắp làm trên kênh ấy. Thì nói chung là cái gì to thì nhìn bao giờ nó cũng sướng hơn, hay là nhìn vào đây thì mọi thứ đều trực quan hơn, dễ hơn đấy. Và thực sự là trải nghiệm trong cái màn hình to như thế này này thì nó là một trong những thứ mình cảm thấy thực sự rất là tuyệt vời trên Galaxy Z Fold 3. Nhưng mà rõ ràng cũng có một cái trải nghiệm khác nữa mà mình cũng khá là thích ấy. Đấy là việc mà mình check mail trên cái điện thoại này. Các bạn không biết đâu, nhưng cái ứng dụng mà nó được tương thích tốt rồi á, các bạn có thể chia làm hai cột như thế này. Thì một bên mình mở ra những cái thông tin, ví dụ chia theo từng tab như này, một bên mình đọc nội dung email, thì nó dễ chịu hơn nhiều các bạn. Và cái trải nghiệm khi mà mình làm việc, mình duyệt mail trên cái điện thoại này, nó cứ như kiểu mình làm việc với máy tính luôn á, nó đã kinh khủng luôn. Và rõ ràng là màn hình rất là lớn của Galaxy Z Fold 3 cũng là một trong những thứ mà mình đặc biệt yêu thích trên cái điện thoại này. Later. Chào mừng các bạn đã đến với góc làm việc của mình. Thì đây là cái nơi mà mình sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc với mọi người. Các bạn đừng để ý tại sao nhiều bàn phím cơ thế. Nó là cái thú vui mới của mình mà thôi. Và khi ngồi làm việc ở cái vị trí này thì mình hay sử dụng Galaxy Z Fold 3 ở trạng thái như sau. Ta-da! Đó là chế độ Flex Mode này. Mình gập nó lên để mình có thể theo dõi được những cái nội dung phía bên trong, ví dụ như là những thông báo quan trọng này, thông báo liên quan đến ngân hàng, tiền, hay là những cái công việc gì đó quan trọng chẳng hạn. Check email bằng cái này luôn cũng được đấy. Nhưng mà thực ra có một cái quan trọng hơn cả là đôi khi ấy, mình cần phải video call với cả đối tác ấy, thì sử dụng cái góc này này, mình cũng có thể video call và nói chuyện với mọi người một cách cực kỳ là dễ dàng. Bởi vì rõ ràng là camera ẩn phía bên dưới màn hình, thế nhưng mà nó được gập lên một góc cực kỳ thuận tiện để mình có thể tương tác, nói chuyện với mọi người luôn, di chuyển các thứ một cách cực kỳ là dễ dàng. Ok,
Thế nhưng mà có một cái nó còn hay hơn và mình sử dụng nhiều hơn. Đó là Galaxy Z Fold 3 nhưng mình kết hợp với cả ta-da! Pew! Đây là S Pen Pro. Trời ơi, các bạn cứ tưởng tượng Take Note trên một cái màn hình nó to như thế này. Đây các bạn cứ tưởng tượng mở nó ra và Samsung Note, sau đó Take Note. Ui trời ơi, nó to, nó đã, nó thích, cứ phải gọi là đừng có hỏi luôn. Đấy. Và nhiều bạn lúc này cũng thắc mắc tại sao cái máy của mình nó không bị cập kênh nữa đúng không? Bởi đơn giản luôn, ở dưới mình đã dán một miếng da bao xịn này, che cụm camera đi, nó không bị lồi lên quá nhiều nữa. Và quan trọng, mình để lên một cái miếng dashpad, miếng lót chuột khổ rộng ấy, nên là những cái thao tác viết, vẽ ở đây, ui, nó là cứ phải gọi là cực kỳ ngon luôn. Và nó sẽ giúp mình có thể Take Note mọi thứ một cách dễ dàng hơn rất rất nhiều. Màn hình to, viết đã. Xong các bạn thấy quả bút S Pen Pro to, cầm trên tay nó cứ bị kiểu uy tín đấy các bạn. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Mà quan trọng hơn cả là S Pen Pro chúng ta còn có cả những cái thao tác không chạm. Ví dụ như các bạn cũng có thể chuyển không dây này, chúng ta có thể kích hoạt camera này, các bạn thấy không? Các bạn có thể chuyển đổi cam đó, hay các bạn còn có cả những cái thao tác vẩy nữa. Bởi vì con này có cả biến chuyển động phía bên trong và nó cũng có pin để các bạn có thể sử dụng rất nhiều tính năng cao cấp với chiếc điện thoại này luôn. Không có gì trong Note cả. Quá ngon đúng không? Thì đấy là về vấn đề gọi là tính năng. Thế thì trải nghiệm khi mà mình áp dụng cho công việc thì là như thế nào? Như các bạn cũng biết là mình làm về video đúng không? Thế thì đôi khi mình lướt trên mạng này, mình xem video trên YouTube này, trên bất cứ một nền tảng nào đó mà mình thấy một cái gì đó hay thì mình sẽ ghi nó lại và sẽ tìm cách gọi là học hỏi một chút xíu. Thì đây là Marcus Browry, một trong những YouTuber công nghệ mình rất là thích. Thì lúc này, cái lúc mà mình đang xem một cái video này của anh ấy đúng không, mình cũng có thể mở thêm cái Note ở phía bên dưới này để mình có thể ghi lại những cái nội dung của mình. Ví dụ như là B-Roll Z Fold 3 đó. Góc quay quê đó, gập này, gập này, ok, use, ok, đó, kết hợp cùng với ecosystem, ok, đó. Trong cái lúc của mình đang xem video như này, mình có thể học tập được những cái ý tưởng từ cái video đó, sau đó mình note ở phía bên dưới này. Mà muốn thì mình có thể lưu lại hoặc chia sẻ cho các bạn cùng xem. Hoặc còn có một cái quan trọng hơn, đó là đến những cái phần mà mình đặc biệt thích. Ví dụ như là đến cái phần này chẳng hạn, mình sẽ dừng nó lại, sau đó mình có thể screenshot. Đó, screenshot xong, hay không? Thì lúc này ở cái góc này mà mình muốn note gì cho các bạn editor của mình á, mình cũng có thể screenwrite đó, để mình viết lên trên cái này. Ví dụ như là viết lên đây, cái này là góc chính diện như thế này, sau đó mình sẽ gửi cho các bạn cameraman của mình. Đó, mình vừa có thể học tập được rất nhiều những cái kinh nghiệm, rất nhiều cái cách làm việc thông qua một cái video như này. Nhưng quan trọng là mình Take Note lại mọi thứ mà mình gửi cho các bạn cameraman, editor của mình, các bạn content của mình để mà triển khai những ý tưởng đó một cách dễ hơn rất là nhiều. Đó, chỉ đơn giản là một cái điện thoại, mình có thể triển khai rất nhiều ý tưởng hay ho và mình có thể gửi ngay vào luôn đến những bạn editor, cameraman của mình và những bạn content của mình để triển khai những cái đó một cách cực kỳ nhanh chỉ thông qua một vài những thao tác rất đơn giản trên cái điện thoại như thế này. Các bạn thấy sao? Hay không? Quá hay luôn. Thì đấy mới chỉ là một phần của cái trải nghiệm công việc trên cái Galaxy Z Fold 3 này đối với bản thân mình mà thôi. Đương nhiên là mình cũng có thể làm rất nhiều thứ khác. Ví dụ như là mình Take Note những cái ý tưởng cho video này, mình note ra những ý này ý kia, hoặc là triển khai một cái video đánh giá sản phẩm thì mình sẽ cần phải nói về những cái này những cái khác. Hay thậm chí là nếu như mình có muốn present những cái ý tưởng của mình đến những bên đối tác thì mình cũng sẽ Take Note mọi thứ, những cái gạch đầu dòng trên cái điện thoại này, để khi mà mình present, để khi mà mình thuyết trình thì mình không bị miss bất cứ một thông tin nào. Nói chung đấy đều là những cái rất là quan trọng mà mình có thể Take Note mọi thứ trên cái màn hình lớn của Galaxy Z Fold 3 này một cách cực kỳ đơn giản bằng S Pen Pro. Và như vừa rồi các bạn có thể thấy là mình vừa có thể xem video YouTube, mình triển khai ý tưởng, mình gửi cho các bạn cameraman, cho các bạn content, hay thậm chí bạn nào mà làm content, làm sáng tạo hay làm YouTuber như mình thì cũng hiểu một cái vấn đề người ta gọi là ý tưởng. Đôi khi nó đến một cách rất là bất chợt các bạn,
nó xuất phát ngay trong đầu một cái đó. Thế nên là các bạn phải tìm cách các bạn ghi lại được ngay. Thế nên cái việc mà lúc đấy các bạn mở điện thoại ra, chúng ta truy cập vào app với các thứ này nọ, các nốt thì nó mất thời gian quá. Nhưng lúc như này các bạn chỉ cần đơn giản là mở cái điện thoại ra vào Samsung Note, sau đó là các bạn ngay lập tức viết ra tất cả những cái suy nghĩ trong đầu của bạn. Tại vì viết bao giờ nó cũng nhanh hơn cái việc các bạn gõ trên cái bàn phím này, mình khẳng định luôn. Thế nên là cái trải nghiệm liên quan đến sáng tạo, liên quan đến content, khẳng định luôn, combo này có thể nói là combo hủy diệt luôn các bạn ạ. Mà có một điều các bạn chưa biết về S Pen trên Z Fold 3 đâu, đó là cái đầu bút của chúng ta này sẽ chỉ có kích thước là 1.5mm. Nó rất nhỏ, thế nên cái thao tác viết của các bạn nó cực kỳ chính xác, và nó sẽ giúp các bạn có những trải nghiệm nó thật hơn rất là nhiều. Khi các bạn tì mạnh thì chúng ta sẽ có những cái nét thanh, nét đậm khác nhau, và cái trải nghiệm trên nó là thật kinh khủng luôn các bạn. Đó, và các bạn thấy không? To, đỉnh, trời ơi. Đây là S Pen Pro nên là nó cứ bị gọi là đỉnh như các bạn. Tuy nhiên thì bởi vì nó to quá, thế nên mình sẽ sử dụng cho nó một cái bao da riêng ở đây. Đấy. Và các bạn lưu ý nhá, chúng ta cũng sẽ cần phải sạc pin cho cái bút S Pen này, bởi vì nó có Bluetooth và nó cũng có rất nhiều cái thao tác không chạm như mình vừa thể hiện lúc nãy ấy. Nên là lưu ý cái vấn đề đó một chút xíu nhá. Tóm lại, đấy, công việc của mình xoay quanh với Galaxy Z Fold 3 như vừa rồi các bạn có thể thấy đấy. Màn hình lớn giúp mình có thể làm được nhiều việc hơn, đa nhiệm một cách dễ dàng hơn, chia sẻ thông tin cho mọi người một cách tốt hơn. Hay mình cũng có thể tối ưu tất cả những khả năng của nó bên cạnh một cây bút S Pen như thế này. Thế thì các bạn nghĩ sao về khả năng làm việc trên Galaxy Z Fold 3? Thực sự là nó hữu ích đối với bản thân mình rất là nhiều. Còn đối với bạn thì sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Thôi, bây giờ mình phải làm việc tiếp đây. Hôm nay nhiều việc quá trời luôn. Mà thực ra còn một cái nữa mình cũng phải chia sẻ thật lòng, đấy là mình còn chưa khai thác hết được cái công năng của S Pen đâu. Tại vì mình vẽ nó hơi xấu, chứ mình thấy có nhiều anh em trời ơi vẽ tranh này đấy, xong rồi vẽ cả chuyện tranh này, vẽ tranh màu cái thứ bằng S Pen trên mấy con Note, và bây giờ là trên cả Z Fold 3 nữa. Ui, nó cứ bị đỉnh như các bạn được thực sự luôn, dã man.